lại nữa thiện hiện. Nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí tu học tất cả pháp phần bồ đề thành tựu phương tiện thiện xảo như thế tuy hành đạo pháp kiến và tu sở đoạn nhưng chẳng thủ quả dự lưu cũng lại chẳng thủ quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy quán tất cả Pháp tự tướng đều không, không khởi, không thành, không truyền, không diệt, nhập các Pháp tướng, biết tất cả Pháp vô tác, vô năng, nhập các hành tướng. Đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, luôn luôn tăng trưởng thiện căn thủ thắng. Do thiện căn thủ thắng thường tăng trưởng, nên có thể hành 37 Pháp phần Bồ Đề tuy hành pháp phần bồ đề như thế, nhưng vượt qua bậc thanh văn và độc giác, chứng nhập tránh tánh ly sanh của Bồ Tát, này thiện hiện đó là vô sanh pháp nhẫn của Đại Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát, từ khi mới phát tâm tu hành bát nhã ba la mật đa, dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí, tuy được tự tại, nhập xuất tám định giải thoát theo chiều thuận nghịch, cũng được tự tại nhập xuất tám định thắng xứ theo chiều thuận nghịch cũng được tự tại nhập xuất chín định thứ đại theo chiều thuận nghịch cũng được tự tại nhập xuất mười định biến xứ theo chiều thuận nghịch cũng có thể tu tập quán bốn thánh đế tự tại nhập xuất pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni pháp môn ba giải thoát nhưng có thể thành tựu phương tiện thiện xảo chẳng thủ quả dự lưu cũng chẳng thủ quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác vì sao? Này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy quán tự tướng tất cả Pháp đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nhập các Pháp tướng, biết tất cả Pháp vô tác, vô năng, nhập các hành tướng. Đại Bồ Tát ấy, thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, luôn luôn tăng trưởng thiện căn thủ thắng, do thiện căn thủ thắng thường tăng trưởng, nên có thể hành định tám giải thoát, định tám thắng xứ, chín định thứ đệ định mười biến xứ quán bốn thánh đế pháp môn tam ma địa pháp môn đà la ni pháp môn ba giải thoát tuy có khả năng hành định tám giải thoát cho đến pháp môn ba giải thoát nhưng vượt quả bậc thanh văn và độc giác chứng nhập địa vị bồ tát bất thối truyền này thiện hiện đó là pháp nhẫn vô sanh thọ ký của đại bồ tát